Anh tỉnh rồi hả? Anh có bị làm sao không? Tôi đâu có bị gì đâu. Tôi bình thường mà. Mà cô là ai vậy? Rồi... ở đây là ở đâu? Anh mắc cười quá à. Đây là nhà tôi chứ đâu. Hôm qua tôi thấy anh bất tỉnh ngoài bãi gác á, nên tôi đưa anh về đây á. Tôi phải hỏi á, anh là ai mới đúng chứ. Đừng nói tôi á là anh bị mất trí nhớ nha. Tôi đâu có bị gì đâu. Ngày hôm qua tôi nhậu với mấy thằng bạn á, chắc uống quá chén, cái không biết đường về nữa, mới nằm bãi rác á. Đúng là rượu bia vô thì là tệ hại đó mà. Mà anh tên gì vậy? Nhà ở đâu? Tôi thấy anh không có giống người bình thường á. Tôi hả? Tôi cũng bình thường mà. Tôi tên là Trung. Nhà tôi ở thành phố. Tôi cảm ơn cô nha. À mà cô đang làm cái gì á? Cô đưa tôi về đây, cô không ngại hả? Tôi ở mình mà. Tôi làm giúp việc trong chợ. Tôi nhìn anh cũng không có gì đáng sợ. Với lại hôm qua anh nằm ngủ ở trước cửa nhà tôi mà. Mà nhà tôi thì cũng không có ai hết á. Mà anh ngủ trước cửa nhà vậy á, tôi sợ anh trúng gió chết đó chứ. Tính ra số tôi cũng còn may hả? Gặp được người tốt như cô á. Thôi anh còn mệt á, anh nghỉ ngơi đi, từ từ không sao đâu. Nếu mà cô không ngại thì cô cho tôi ở được vài hôm và tôi sẽ đi. Mà cô nhìn tôi nè, tôi cũng đàng hoàng mà, đâu đến nỗi nhìn những người xấu đâu. Nhưng mà bây giờ cô giúp tôi, có thể sau này tôi là người giúp lại cô đó. Có chắc anh không phải là người xấu không đó? Nhìn đi, cũng được mà. Thôi, anh nói vậy thì tôi tin vậy. Nhưng mà cô giúp người thì cũng phải giúp cho chót. Ở nhà có gì ăn không? Cho tôi ăn với, đói bụng quá. Được rồi, nãy tôi có mua cho anh hộp cơm á, để tôi lấy cho anh. Nè, anh ăn đi, tôi đi làm nha. Bye bye. Bye bye. Lên xếp đồ làm gì coi. Ê dạ dạ, đợi em xíu nha chị. Coi anh kìa, không biết có biết làm không á, cứ để đi. Anh cũng biết cái thân của anh là thân ăn nhờ ở đậu mà. Anh phải ráng kiếm cái gì em phụ em chứ. Coi cái bộ dạng của anh như công tử vậy á, không biết có biết làm được gì không nữa. Ủa, tướng anh cũng được mà, đâu có nổi tệ như em nói đâu. Thôi em bỏ nó đi, nãy em cần rồi em làm. Thì ra là mày đang ở đây. Dám phát cậu lương giữa ban ngày luôn. Anh có cái này muốn hỏi em. Anh cứ hỏi đi. Nhìn em cũng không đến nỗi mà. Em cũng dễ thương mà. Tại sao em lại ở những cái nơi hẻo lánh cực khổ như vậy? Không đến nỗi là không đến nỗi thì sao? Thì em ở dưới quê lên mà, lên Sài Gòn này để đi làm thôi. Mà anh cũng biết rồi, lương giúp việc hàng tháng của em cũng đâu có được bao nhiêu đâu. Sao? Anh chê hả? Không có rồi nha, anh không có chê em mà nha. Em hiểu ý lầm ý anh rồi. Ý của anh là đáng lẽ em phải được sống ở những nơi tốt hơn, hạnh phúc hơn. Để anh giúp em nha. Chứ, anh lo cho anh kìa. Anh cho anh ở đây chung với em được không? Thôi, không có được đâu. Sao vậy?
Đứng lại, khuya rồi mày còn đi đâu nữa? Tôi đi đâu kệ tôi. Ủa mà mấy anh là ai vậy? Tự nhiên chặn đường tôi à? Tính ra làm tôi đi. À, mấy anh tính làm gì con gái nhà người ta phải không? Con gái, cho anh hỏi thăm, mấy hôm nay có thấy thanh niên nào đẹp trai sáng láng lãng vảng quanh đây không? Dạ không, không có anh ơi. Mày đừng có xạo. Ủa xạo gì? Thì tôi thấy thì tôi nói tôi thấy, còn không thấy thì thôi. Mắc gì anh thăm dò tôi? Anh đến để báo cho em biết là không nên chứa chấp những thành phần bất hảo trong nhà, đặc biệt là những người lạ không quen biết. Anh hiểu ý anh chứ? Bất hảo gì? Sao anh biết được? Với lại tôi cũng có đâu. Em đừng có qua mặt anh. Anh đến là để muốn em biết em phải tránh xa cái thằng thanh niên đang ở trong nhà em. Nó chính là thằng em trai không được thừa nhận. Ngày nào nó còn sống trên đời này, nó sẽ không được yên thân với anh. Đó là chuyện của các anh, có liên quan đến tôi. Mắc gì các anh chặn đường tôi rồi hỏi? Bây giờ anh không cho tôi đi á là tôi la lên đó. Bố người ta. Nè, sao bây giờ như vậy đi? Đây là một số tiền đủ để em trang trải cuộc sống và dọn đi nơi khác ở. Nhưng mà em không được để nó ở trong nhà. Còn nếu như em dùng cách nào để nó chết đi thì anh sẽ còn đưa cho em nhiều hơn nữa. Thôi tôi không có nhận đâu. Tôi không có làm mấy cái chuyện như vậy đâu. Nếu như mà anh không thích thì không cho ở thôi. Ông chủ đã hào phóng vậy rồi, mày còn không biết điều nữa. Cầm lấy. Cầm. Bây giờ anh đi đi. Nhưng mà nhớ, khi mà anh trở lại mà nó vẫn còn ở đây thì em biết hậu quả như thế nào rồi đó. Nhưng mà anh... Em, sao hôm nay em đi làm về sớm vậy? Em làm gì mà mặt em quạo mà em không trả lời anh vậy? Em bị gì vậy? Anh mau dọn đồ đi đi. Anh dọn đồ hả? Ủa mà anh đâu có đồ gì đâu dọn. Mà sao hôm nay em lại đuổi anh? Lúc trước anh cũng có nói rồi mà. Mấy ngày hôm nay cũng quá đủ rồi. Bây giờ tôi không thể nào tiếp tục cho anh ở đây được nữa. Anh mau đi đi. Mấy hôm nay anh thấy anh đang ở đây, hai đứa mình cũng đang vui vẻ mà. Anh còn muốn dọn đồ ở đây ở chung với em nữa. Anh cũng đâu có làm gì em đâu. Không làm gì. Anh á thì thấy vui, mà tôi cảm thấy phiền anh biết không. Anh mau đi giùm tôi đi. Đúng là mấy hôm nay anh ở nhờ nhà em, nhưng mà sao tự nhiên hôm nay em lại tỏ ra thái độ với anh vậy? Có chuyện gì thì em phải nói cho anh biết chứ. Làm gì thái độ à? Anh nên nhớ, đây là nhà của tôi. Anh chỉ là một người ở nhờ thôi. Nếu như mà không có gì quan trọng á thì anh đừng có nói nhiều nữa. Anh đi đi. Ủa, bộ có chuyện gì hả? Hay là ai đang ép buộc gì em? Hay là tại vì anh ăn nhiều, em hết tiền? Có gì thì em cứ nói cho anh biết nha. Nè anh làm cái gì vậy? Anh đừng có lầm tưởng hay anh ngộ nhận. Tôi với anh cũng có tình cảm gì đâu. Với lại tôi là phụ nữ nữa, tôi còn sự riêng tư chứ. Ở ngoài kia kìa, họ nói tôi dẫn trai về tôi nuôi đó. Nếu anh hiểu á, làm ơn anh đi giùm. Nhưng mà... Không có nhân gì hết á. Kể cả bản thân của tôi đây còn chưa hiểu gì nhiều về anh nữa. Hay là anh làm gì phạm pháp hả? Làm ơn anh đừng có gây phiền phức cho tôi nữa. Phạm pháp hả? Anh không có làm gì phạm pháp cả. Chẳng qua là anh có nhiều chuyện khó nói thôi. Nếu như em nói trước giờ anh với em không là gì cả thì được thôi. Anh sẽ đi cho vừa lòng em. Có gì là có gì. Thật tình cuộc sống mấy ngày hôm nay ở đây anh cảm thấy rất vui.
Em thực sự là một người rất tốt. Anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến em nữa. Nhưng trước khi anh đi, anh không có gì hết. Anh chỉ có chiếc nhẫn này. Anh muốn tặng lại cho em. Coi như đây là tấm lòng của anh. Vì mấy ngày qua anh đã ở đây với em. Nhưng em yên tâm, những gì anh hứa thì anh sẽ làm. Anh không phải là người xấu. Nhưng từ từ em sẽ biết. Tại sao nó vẫn còn sống? Tao đã dặn mày trước rồi mà. Ờ thì các anh đe dọa thì tôi không có cho ảnh ở lại nữa. Nhưng mày đã nhận tiền của tao thì mày phải làm theo lời tao. Còn không thì mày phải giết nó chứ. Thì tôi cũng là con gái mà, sao tôi dám làm được? Người lỡ có chuyện gì rồi sao? Nhưng mà bây giờ tao muốn biết nó đang ở đâu. Sao mà tôi biết được? Mày định lừa gạt tụi tao phải không? Tôi có lừa gạt gì các người đâu. Tiền tôi cũng giữ đây mà. Tôi trả lại cho các người á. Các người đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng mà bây giờ mày nói thiệt đi. Bây giờ nó đang ở đâu? Sao tôi biết được? Tôi đây. Bắt nó lại. Tôi mới chính là người anh đang cần tìm nè. Tại sao ông lại quyết định như vậy? Nó là cái gì chứ? Kìa anh, con bình tĩnh. Tại từ trước giờ con có ăn chơi không à? Ba làm sao dám giao việc lớn cho con? Tạm thời con cứ lo công việc của con đi. Ông mà cứ cư xử như vậy thì coi như không còn cha con gì hết. Còn mày, đừng có mong làm được cái gì trong căn nhà này nữa. Nhớ lời tao đó. Hãy thả cô ta ra. Đây là chuyện của gia đình. Có gì thì hai anh em chúng ta cùng nhau giải quyết. Ai anh em gì với mày? Đã từ lâu khi ông già đưa ra quyết định, mọi thứ đều thuộc về mày. Mày chưa từng bao giờ coi tao là anh của mày cả. Em lúc nào cũng tôn trọng anh, chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Tất cả mọi thứ đều là do ba sắp đặt. Bây giờ anh cũng thấy rồi đó. Tôi thân tàn ma dại. Tôi bỏ tất cả, bỏ luôn cả công ty. Mà anh nỡ đuổi cùng giết tận tôi vậy sao? Anh có phải là con người không anh hai? Mày nói đúng rồi đó. Bởi vì mày nên biết ai là người quan trọng nhất trong cái gia đình. Và ngoài cái công ty ra, tao biết chắc chắn ông già sẽ để lại tất cả gia sản cho mày. Và dĩ nhiên, cây gai trong mắt tao thì phải được loại bỏ. Mày hiểu chứ? Hãy thả cô ta ra. Được. Thả ra. Em chạy trước đi. Em chạy trước đi để anh lo. Chạy đi anh. Mà lên vô xuống cho không thì nhiều lúc có lúc không. Giờ sân tao không có nhưng được cái là anh em đồng. Làm đàn anh không khó nhưng mà mày phải có lá gan. Một chuyện tôi chỉ nhớ nhưng mà đừng đứng gạt cùng mày. Dạ con chào ba. Ba rất vui khi con trở về nhà. Kể từ ngày hôm nay mọi việc sẽ trông cậy vào con. À, mà còn anh hai thì sao ba? Mày còn gọi nó anh hai à?
nó có coi mày ra em của nó đâu. Từ lâu nó đã hư rồi, ba không dám giao việc lớn cho nó, vậy mà nó còn nhẫn tâm như thế này. Cho dù có như thế nào thì ảnh vẫn là anh hai của con mà. Không có anh em gì cả, ba đã già rồi, ba không có thể đảm nhiệm công việc này nữa. Ba chỉ có mình con. Con nghe lời ba, cơ nghiệp này là của con. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Trời cao kia ngăn cách mình hai nơi, thế gian rộng lớn sao ta cứ phải cô đơn, giữa muôn vàn người sao cứ phải là em. Giật thiên đường ấy em thấy có vui không, nỡ bỏ lại nơi đây một người ôm cây đắng. Làm sao để quên đi niềm đau giấu trong tim, có chăng là nỗi buồn theo ta cùng mùa đông.